Sáng ngày 20 tháng 10, Bộ Y tế thông tin dịch bệnh COVID-19 đã chính thức được chuyển thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, với thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 8 ngày. Việc sửa đổi thời gian ủ bệnh trung bình giảm từ 14 ngày xuống còn 4 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới giảm từ 28 ngày xuống còn 8 ngày, căn cứ trên cơ sở khoa học, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Bộ Y tế cũng chỉ rõ, việc chuyển bệnh COVID-19 thuộc nhóm A sang nhóm B là do thông tin đối chiếu giữa quy định tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và thực tiễn diễn biến dịch tại Việt Nam cho thấy bệnh COVID-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Cụ thể, từ đầu năm 2023 tới hết tháng 8 năm 2023, cả nước ghi nhận 97.628 ca mắc COVID-19, trung bình mỗi tháng ghi nhận khoảng 12.000 ca mắc. Số mắc trung bình tháng giảm 12 lần so với năm 2021, khoảng 144.000 ca một tháng, và giảm 68 lần so với năm 2022, khoảng 816.000 ca một tháng. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,1% năm 2022 và hiện còn 0,02% trong năm 2023. Tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B ghi nhận phổ biến tại Việt Nam trong 5 năm gần đây như sốt xuất huyết 0,022%, sốt rét 0,017%, bạch hầu 0,102%, ho gà 0,417%.